Xin chào các bạn. Hôm nay tôi có làm một clip để mà test hai loại sầu riêng. Một loại là có thể gọi là giống mà cực kỳ nổi tiếng của Việt Nam và một loại là cực kỳ nổi tiếng của thế giới. Chắc có lẽ các bạn cũng đoán được một phần nào giống nổi tiếng thế giới là giống gì rồi. Nay là cái sầu riêng của Việt Nam thì nổi tiếng nhất hiện giờ mà được thương mại hóa nhiều nhất đó chính là sầu riêng Ri 6. Cái trái này tôi cắt cũng được 4 ngày ở tại Đồng Nai, và để tôi cắt lúc đó là coi như là vừa chín cây đã được 4 ngày, bây giờ cũng có mùi thơm rồi. Chuẩn bị lát nữa tôi sẽ test chung với lại một cái giống sầu riêng mà có lẽ các bạn cũng ít ít người biết. Và thì đây là trái sầu riêng Ri 6, thì đây là cái giống mà như tôi nói là thương mại bán được nhiều nhất ở Việt Nam. Tất nhiên là trong quá trình mà chăm sóc và quá trình mà người dân canh tác á, thì ngoài cái Ri 6 là cái giống phổ biến thì ở Việt Nam còn có một số giống rất ngon như là sáu hữu, út thủy hay là chín quá, cũng như là cái giống sầu riêng trùng bò, lép trùng bò cũng rất ngon. Tuy nhiên là mỗi giống đều có một cái nhược điểm riêng, mà tới giờ thì Ri 6 là cái giống mà được phổ biến nhiều nhất. Đây tôi sẽ cân trước cái trái Ri 6 này. Trái này tôi cắt 4 ngày trước. 4 ngày trước tôi để là bao mấy ký đó không biết, mà bây giờ thì tôi sẽ cân lại. Chúng ta có thể coi trái này là 2,8 kg ha. Trái sầu riêng Ri 6 của ta 2,8 kg. Lát nữa tôi sẽ test chung với lại một trái sầu riêng, một cái loại sầu riêng của thế giới. Còn đây là cái giống mà hiện giờ đang rất hot, không riêng ở Việt Nam mà cả trên thế giới, đó là cái sầu riêng Musang King của Malaysia. Tôi mới cắt về hồi chiều hôm nay. Điểm của sầu riêng Musang King này á, thì nó là cái giống mà nói chung là nó mang tính chất tự nhiên nhiều hơn. Cái mùa vụ của sầu riêng Musang King này nó kéo dài từ bắt đầu bây giờ vô vụ, kéo dài tới tháng 12, tháng 1 âm dương lịch. Bởi vì cái đặc tính canh tác người Malaysia thì người ta không canh tác tập trung, không có xử lý ra hoa đồng loạt như Việt Nam. Ra mỗi đợt bông nào người ta chăm sóc, người ta xử lý được bông đó, cho nên là trái nó có gần như là quanh năm. Trái này tôi đem ở Malaysia về chiều hôm nay. Cái trái này chín thì nó da nó vàng. Như hồi trước tôi cũng đã chia sẻ là cái Musang King này nó có theo như người chủ vườn, chủ trang trại ta nói thì có hai loại, đó là gai vàng và gai xanh. Đây, trái này thì bây giờ là cái mùi nó thơm coi như là nồng nặc, so cái mùi, cái độ mùi hiển thơm hơn rất nhiều so với các giống sầu riêng Việt Nam. Đây là trái Musang King, gọi là chủng gai xanh. Các bạn thấy rõ cái gai, cái đít trái của nó bằng, nó lõm vào và đồng thời nó có hình ngôi sao năm cánh, nó chia rất rõ. Các bạn thấy rõ không ạ? Đây, chia rất rõ. Trái này cũng thơm rồi. Trái này để tầm khoảng 2 ngày nữa thì ăn ngon. Đây là cái trái sầu riêng Musang King gai xanh. Đây là trái sầu riêng Ri 6 của một khách ở Tiền Giang mới gửi cho tôi ngày hôm qua. Bữa nay tôi về tôi mới nhận được. Trái này chưa ăn được, còn phải để 2-3 ngày nữa. Thì bây giờ tôi sẽ cân cái trái Musang King da vàng chín rồi, để lát test chung với lại cái Ri 6 Việt Nam chúng ta. Trái này là cũng 2,8 kg. Như vậy hai trái tương đương với nhau. Lát chúng ta sẽ test về hình dạng, về màu sắc, về độ mịn của cơm cũng như tỷ lệ cơm cho mọi người cùng đánh giá. Hiện giờ thì cái giá sầu riêng Musang King ở bên Malaysia cũng khá là cao vì cũng đang đầu mùa. Có lẽ tôi là người đầu tiên làm clip test giữa hai loại trái cây, trái sầu riêng rất nổi tiếng ở khu vực Việt Nam thì có Ri 6 và Musang King, thì nó là cái giống có thể gọi là vua của các loại sầu riêng. Đây, thì bây giờ tôi sẽ thử tách trái sầu riêng Musang King và sầu riêng Ri 6. Rồi, bây giờ tôi sẽ tách trước trái Ri 6 trước ha. Lúc này giờ cũng hơi tối rồi. Tuy nhiên là tôi cũng phải tranh thủ để mà test cho nó hoàn chỉnh, ngày mai còn công việc khác nữa. Trái Ri 6 Việt Nam. Trái Ri 6 này tôi hái ở một cái cắt ở một cái vườn ở Đồng Nai, có lẽ là các bạn đã thấy tôi bữa trước cách đây khoảng 4-5 ngày. Thơm rồi nhưng mà cũng hơi khó tách. Đây.
resort Việt Nam nha. Trái này tôi để hoàn toàn tự nhiên sau 4 ngày. Các bạn xem cơm của nó. Cơm của sầu riêng resort Đồng Nai. Và trước khi tôi tách hết ký thì tôi sẽ tách luôn trái Musangkin để cho các bạn theo dõi luôn. Rồi lát tôi sẽ căn ký sau. Này, giống này là giống mà rất nhiều người Việt Nam đang ao ước. Mà có lẽ tôi cũng là một trong những người đầu tiên đem cái trái Musangkin 4 về Việt Nam. Giờ ở Việt Nam chủ yếu chúng ta vẫn ăn là đông lạnh. Bây giờ là trái này trái 4 ha. Đây. Đít lỗn vô hình ngôi sao, thấy rất rõ nha. Bây giờ cái trái nào không biết khơi sau đây. Nó không giống như cái đít lỗn vô, cho nên chúng ta hơi khó để phân biệt được cái hộp giống như cái sầu riêng Mông Thôn hay sầu riêng resort của Việt Nam chúng ta. Không, tách đại nha. Có lẽ tôi vẫn phải khư ra giống như cái thằng V6 mới được. Mùi rất thơm rồi. Ồ, mùi nồng nặc. Mùi này chắc hàng xóm người ta qua người ta phản ánh đây. Ây da, cứng quá, vẫn còn hơi khó tách xíu. Bản thân cái sầu riêng này đó vỏ nó mỏng. Ồ, mùi quá thơm, so với sầu riêng chúng ta thơm hơn nhiều. Cái này bởi vì cắt quá tươi, nó chưa có được độ chín, nó chưa có được đều lắm, cho nên là nó hơi khó tách. Tôi tách mà cái tay nó muốn đau luôn. Bắt đầu ra. Nó còn tươi quá. Chúng ta sẽ so cái vỏ thì chúng ta đã thấy. Chúng ta thấy cái vỏ. Nói chung nó còn quá tươi, mới cắt. Cái này còn hơi tươi nên cái việc tách nó hơi khó. Nó tách sau qua giờ muốn đặt cái tay rồi không biết. Đây. Bật mí cho mọi người thấy một chút vẻ cơm của nó ha. Ây da, bây giờ chúng ta sẽ tách theo cái kiểu kiểu sẽ học. Để giữ cái muối của nó. Tình hình này là thấy cái muối, tôi muốn giữ cho cái muối đẹp mà không biết có đẹp nổi không đây. Mùi công nhận phải nói là nó khác hẳn cái mùi của sầu riêng chúng ta. Mùi đậm đặc hơn nhiều, nồng hơn rất nhiều. Đây, vua các loại sầu riêng. Này, chúng ta có thể so sánh một chút sơ về cái cơm của nó. Cơm sầu ri sáu
và môn sơn kinh ha. Thứ sáu là môn sơn kinh, chúng ta có thể coi cận cảnh ha. Cơm nhìn nó bóng bẩy hơn, vàng hơn, đúng không ạ? Cơm của sầu riêng chúng ta nhìn có vẻ nó hơi khô, nó không có được đẹp như cái sầu riêng môn sơn kinh ha. Thì về bản chất của sầu riêng môn sơn kinh đó, thì cái hương vị khi tôi ăn những thời gian trước ăn ở Malaysia thì phải công nhận là chất lượng hơn hẳn so với ri sấu hoặc là so với các giống sầu riêng phổ biến như là môn thôn của Thái Lan. Thì hôm nay tôi làm clip test giữa hai trái sầu riêng ri sấu và môn sơn kinh để mọi người có thể tham khảo. Thì bây giờ là mọi người đánh giá cảm quan người thấy rồi đó, cái hai giữa hai muối, cái độ bóng, độ vàng rõ ràng môn sơn kinh nó hơn. Mặc dù trái đầu mùa cho nên là chúng ta cũng chưa xác định được là cái màu của nó. Thực ra khi tôi ở bên Malaysia thì cái màu đậm hơn rất nhiều, mà bây giờ đầu mùa có lẽ là nó cũng chưa được chuẩn cho lắm. Tuy nhiên là có thể chúng ta cũng đánh giá được tương đối rồi. Thì bây giờ tôi sẽ căn cứ cái sầu riêng ri sấu trước ha, để coi tỷ lệ nó như thế nào. Hai trái đều cái trọng lượng gần như nhau, mặc dù chúng ta nhìn cái trái môn sơn kinh là nó nhỏ hơn, nó gọn hơn so với trái ri sấu, nhưng mà cái trọng lượng nó cũng tương đương đó. Giờ ta sẽ tách trái sầu riêng ri sấu trước. Nào, chúng ta có hai hộp rồi. Hai cơm nói chung là cũng rất ok. À, để ta căng luôn cái dĩa trước để coi tỷ lệ cơm. Tôi sẽ bù luôn cái dĩa này luôn về không, để chúng ta căng cho nó dễ ha. Đó, về không rồi. Đây, ây da, ri sáu. Vườn này là vườn tôi cũng đã tư vấn cũng gần một chục năm nay, làm cũng rất là đạt. À, hai học, chúng ta sẽ lấy học thứ ba. Rồi, học thứ ba. Thứ ba thì tí hôn quá. Học thứ tư. Thường tiêu chuẩn xuất khẩu thì trái sầu riêng á là 4 học trở lên là xuất khẩu thoải mái rồi. Ô, học này thì hơi bị tuyệt vời. Đó. Học này có lẽ là học lớn nhất, đẹp nhất. Nó bắt đầu có hiện tượng là hơi điện nước ra. 4 học. Lấy thêm cái dĩa nữa con, lấy cho ba cái dĩa nữa con. Đây, học thứ 5. Học chốt hạ của ri 6. Chúng ta sẽ coi nó được từ 2 ký 8 nó còn được bao nhiêu ký thịt. Rồi, lấy cho một ly nước nha, một ly nước lọc á, để lát và thử. Rồi, muối thứ 5. Như vậy đó, sầu riêng ri sáu chúng ta đủ 5 hộp. Chà chà, 5 hộp trái là 2 ký 8. Chúng ta coi tỷ lệ nó bao nhiêu. 2 ký 8, bây giờ cân. Ồ, 1 ký. Nhưng mà tỷ lệ nó là được gần 40%, đúng không ạ? Chúng ta tính 2 ký 8, 2 ký 8 chia ra là coi như là ngày ký 33% là coi như là 9 lạng. Thì cái này hơn ký là được khoảng tầm gần 40%. Nếu mà so với lại ở Việt Nam chúng ta hiện giờ thì cái ri 6 này như vậy là cũng rất là đạt. À, từ cơm cho đến là cái trọng lượng, tỷ lệ cơm trên trái, tỷ lệ thịt trên trái nó cũng khá là cao. Lát tôi sẽ test cái phần, thử cái phần chất lượng nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục
để khơi cái trái Moissakin. À cái đó này, cái gì này. Rồi. Ok, vậy là cũng hay. Tôi mới làm trái sầu riêng Moissakin này mà cũng quá trời anh em bạn bè đòi test chung thì không biết đủ để test không đây. Cơm của cái Moissakin này nó cũng dẻo hơn. Đó, khi tách ra tôi thấy nó dễ hơn nhiều so với cái. Rồi, để dưới đi. À, lát nữa tôi sẽ cho các bạn coi cận cảnh cái. Nói chung là cái trái này mới còn tươi quá cho nên là cái thịt trái nó vẫn còn hơi khó để khơi. Quá ta. Hai muối rồi con coi nhà. Chắc có lẽ phải chấp nhận cái trái nó cái muối nó hơi xấu một xíu chứ còn cái. Sáng mai nhé thả lỏng bên nhà. Hai muối thứ hai. Trà trà cái quá còn tươi quá. Trái này phải ngày mai Tết thì ngon, mà ngày mai Tết thì trái 16 chúng ta lại hơi nhão. Hai muối thứ hai cực kỳ vàng. Mà có lẽ là cái trái sầu riêng này chúng ta thấy chúng ta sẽ đánh giá khách quan như thế nào để mọi người có thể nhìn nhận được cái sầu riêng Việt Nam và cái sự phát triển của sầu riêng Việt Nam như thế nào trong thời gian tới ha. Rồi, bây giờ không biết sao chứ vỏ quá trời nè. Này tự chạy hả? Ấy dạ. Cái muối tí hon này cũng coi như lọc muối đi. Sao đâu? Phải không? Chúng ta phải thử hết chứ. Đặc điểm của cái trái Moissakin thì nó hay ở chỗ là trái lớn hay trái nhỏ gì cơm đều vàng và đều gần như là đủ hộp. Bản thân tôi đang đi Malaysia có một trái là 8 lạng 800g mà cái cơm nó cũng hết nửa ký, cực kỳ ngon. Thì có lẽ mấy cái hình vừa rồi tôi ốp hậu sầu riêng thì tôi cũng có đưa trên cái trang. Này muối thứ ba còn tươi quá, nó còn dẻo còn dính, và công nhận phải nói là mới cảm quan thấy độ dẻo của nó là nó dẻo hơn sầu riêng đi 6 mình rất nhiều rồi đó. Cơm thì cực kỳ vàng này, nhưng mà theo tôi thì cái trái này tỷ lệ cơm nó cũng không có đạt, vỏ vẫn còn dày quá, có lẽ do đầu mùa. Không rồi. 4 muối rồi, còn muối nữa, hy vọng là nó sẽ chiến đấu với lại
tỷ lệ gơm của Larry 6 chúng ta ngang ngửa với nhau. Tôi nghĩ ngang ngửa thôi chứ còn cái Musashi chắc có lẽ cũng không hơn được bao nhiêu. Khư Madasorin là đúng rồi. Mọi người xem clip thì đừng có chê tôi là không biết khư sầu riêng. Bản thân tôi chỉ biết làm trái thôi chứ còn tôi không phải là dân dân khư sầu riêng. Đó. Chê cũng không được cái gì hết đâu. Chê cũng không được ăn đâu. Khen mới được ăn. Khen mới được ăn đó. Trái còn tươi quá. Muốn cuối cùng mà sao mà khó khăn dữ vậy ta? Chấp nhận. Không biết làm sao bây giờ. À, chúng ta thấy là cái vỏ nó vẫn còn tươi quá. Cho nên là cái độ dai nó ha. Tôi thấy cần ký xong tôi sẽ phân tích cái vấn đề sơ sượng. Rồi. Rồi như vậy là chúng ta có cái trái sầu riêng ri 6 là 1 kg và Musashi để chúng ta cân thử bao nhiêu. Trái này 2,8 kg chỉ được 9 lạng. Như vậy tỷ lệ cơm của nó không đạt. So với ri 6 chúng ta là thua đó. Như tôi phân tích hồi nãy là có thể là nó đầu mùa, nó chưa được chuẩn. Thì cái chuyện mà nó không đạt đó là không, theo tôi nghĩ cũng bình thường. Nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ thấy về hai cái màu sắc của sầu riêng ri 6 chúng ta và Musashi thì chúng ta sẽ so sánh thấy rất rõ. Rồi, tôi sẽ dọn cái này xuống mọi người nhìn cho nó dễ dàng. Rồi. Đó. Bây giờ mọi người cảm quan trước mắt thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái thằng sầu riêng Musashi cái màu nó vàng đậm hơn, đúng không ạ? À. Tuy nhiên là như tôi có nói là cái chuyện cái canh tác, cách canh tác của mỗi nước, mỗi cái này ngành nông nghiệp nó khác nhau. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà so cái về khía cạnh của tôi thì tôi thấy trái sầu riêng ri 6 của mình tỷ lệ cơm so thực tế thì nó không bằng, nhưng mà chúng ta thấy cái đầu sượng trắng của nó không có đáng kể. Không đáng kể. Tuy nhiên Musashi các bạn thấy một phần là có thể là do cái canh tác đầu mùa và cái thời tiết ở bên Malaysia cũng đang mưa nhiều thì cái cơm trắng nó bị sượng khá là nhiều. Tôi tách ra tách tự nhiên hết đó. Thì tôi vẫn để nguyên cái phần cơm trắng này để cho mọi người có thể nhìn rõ ràng hơn, đánh giá khách quan hơn đó. Thì về cái cảm quan, cái muối thì bóp cái muối sầu riêng ri 6 chúng ta thì mềm. Và nó cái trái này là tôi để chín tự nhiên thì nó bắt đầu nó rịn nước ra. Còn trái Musashi, trái này bóp thì nó cứng hơn. Nó cảm giác cái độ đàn hồ dai, nó dai hơn. Và cái màu cơm nó vàng đậm hơn rất nhiều. Tôi sẽ để cho các bạn thấy cận cảnh giữa hai muối. Đây, cận cảnh giữa hai muối sầu riêng Musashi và ri 6. Đó, các bạn thấy rõ ràng là cái độ bóng và cái màu sắc của ri 6 và Musashi thì khác hẳn nhau. Nhìn cái Musashi nó bắt mắt rất nhiều. À, bắt mắt rất nhiều. Thì như vậy giờ tôi sẽ lấy hai cái muối nhỏ nhất để tôi test trước ha. À, cái mùi của Musashi này so với lại cái mùi của ri 6 thì nó đậm hơn rất nhiều. Thì tôi nghĩ cái mùi Musashi là cái mùi nó nồng lên, nó hắc. Còn ri 6 thì nó chỉ tương đối thoảng thôi. Thì ri 6 mà tương đối thoảng thì các bạn biết rồi, cái môn thon nó còn nhẹ mùi hơn rất nhiều so với ri 6. À, bây giờ tôi sẽ test trước cái sầu riêng Việt Nam trước đi ha. Cái phần đây này, ăn sầu riêng hòa kiểu này mà sao người vẫn ốm kỳ thiệt.
rất béo. Trái sầu riêng Whiskin này có lẽ tôi sẽ để một muối cho khách hàng của tôi ở Vĩnh Long, và muối sẽ để dành cho anh vua sầu riêng Ri Sáu ở Đắk Lắk, Đắk Nông, Nghĩa Ngọc Trung. Cái gì ngày chắc có lẽ tôi đông lạnh trước để cho anh Trung bữa nào ghé lấy ha. Đây bây giờ con thử cái muối này đi, ăn đi lấy sức mà bơ nè con. Bây giờ cái này là chuẩn hột lép, tôi để đây. Giờ tôi sẽ thử cái độ béo nhưng mà nó không đậm. Nói chung là ăn rất là tốt, cảm thấy rất là ngon. Nhưng mà để ta sẽ thử cái vua sầu riêng, vua các loại sầu riêng. Ăn đi con, ăn đi. Tôi đã hứa để cho anh Trung một muối nha. Bây giờ ta sẽ thử cái Moosekin, trái tươi Tết chung với lại Ri Sáu Việt Nam chúng ta. Được rồi con. Bây giờ tôi sẽ để con gái tôi đánh giá trước, trước khi tôi sẽ phân tích. Uống miếng nước đi con. Tôi ăn cũng rất nhiều Moosekin ở Việt Nam cũng như ở Malaysia. Tư có, đông lạnh có. Tuy nhiên là ăn tư đầu, ăn tư Việt Nam thì chưa, lần đầu tiên. Còn thấy gì? Này ngon hơn kìa. Ngon hơn sao? Ngon lý do sao ngon? Cảm thấy sao? Đó, còn có cái mùi, cần cái kia nghe cái mùi mùi gì á. Nghe mùi sầu riêng, nghe mùi gì? Cam vải. Như sao? Mùi gì ta? Con ăn hết đi, ăn hết đi. Ăn hết rồi để qua lấy cái hộp, ba còn không thích cái hộp nữa không? Thấy hộp kìa. Các bạn thấy là ăn sầu riêng mà ban đêm là cực kỳ, một đó là một cực hình chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Ăn tách hộp ra. Tối nay con ngủ được là sáng khỏi bên. Rồi, tách cái hộp ra đi. Đây, để ba cắt cho con nha. Đây. Thank you. Mình đi về chỗ nha. Như các bạn đã nghe gái tôi đó rồi. Bé đánh giá vẫn là cái sầu riêng Moosekin này nó vẫn ngon hơn, mặc dù nghe cái mùi này kia, nhưng mà thực chất ra khi chúng ta tách cái hột, tách cái trái ra thì cái mùi của Moosekin nó đậm, đậm hơn rất nhiều. Và cái cơm nó mịn, rất mịn, thơm mịn. Mà phải nói là đánh giá, nếu theo tôi đánh giá khách quan thì hồi nãy chúng ta đánh giá về cái trọng lượng thì rõ ràng là cái trọng lượng hai cái trái cùng như nhau, thì cái Moosekin được có hơn 900 gram, gần 1 kg thôi. Còn Ri Sáu chúng ta được 1 kg. Về tỷ lệ cơm thì giờ Ri Sáu đang thắng thế, nhưng mà thực chất ra là cái trái Ri Sáu này, trái tôi lấy ở cái vườn cũng là thuộc dạng đã làm cũng rất là kinh nghiệm rồi. Tôi đã làm trong vườn này cũng đã gần 10 năm và gia đình anh chị này cũng đã đầu tư cũng như canh tác và chăm sóc rất bài bản, cho nên là cái trái sầu riêng nó mới đạt được đến cỡ như thế này. Còn trái này như nãy tôi có nói đó là cái đầu mùa, cho nên chắc tỷ lệ cơm của nó có thể là nó không bằng, và thực tế nó đã chứng minh như vậy. Tuy nhiên là khi chúng ta ăn vô, cái độ mịn, cái độ tan của cái Moosekin này, nó khi nghe cái ăn, chúng ta ăn chúng ta cảm nhận, tất nhiên là tôi đang cảm nhận với chúng ta cá nhân tôi, thì nó có cái độ béo, độ mịn và nó tan hẳn ở trong họng chúng ta. Và ăn cảm giác nó không có quá ngán.
Bản thân hồi trước các cái lần tôi chia sẻ khi tôi qua Malaysia, tới mùa người ta cũng làm buffet với cái giá của nó tầm ở khoảng 700 ngàn đồng Việt Nam. Tuy nhiên là người chủ trang trại có nói một lần có một đợt là khách Trung Quốc, 4 người khách Trung Quốc ăn hết 3-4 sọt sầu riêng như vậy, 4 sọt gần 120 kg. Mà như vậy các bạn thấy là cái việc người ta ăn sầu riêng cực kỳ nhiều đó. Thì cái trái sầu riêng Musakin này thì cảm nhận của tôi nếu mà nói về bây giờ so sánh với lại cái ri sáu chúng ta thì tỷ lệ tỷ trọng không nhiều bằng, nhưng mà cái chất lượng nó phải đạt trên thang 10 thì nó 10 điểm, thì ri sáu chúng ta chỉ được khoảng 7 đến 8 điểm thôi. Mà đang ở đây là tôi đang nói ri sáu là những vườn làm chuẩn, làm cực kỳ tốt à, và cơm và hạt của nó thì hai cái đều hạt lép, và cái hạt của Musakin nó lép hơn rất nhiều, còn cái hạt của ri sáu thì nó vẫn có độ chắc. Còn cái bốt cái hạt này thì nó lép xẹp và nó rất lép. Còn bây giờ chúng ta bẻ cái hạt của ri sáu hơi khó, bẻ cái hạt của Musakin này rất dễ. Nếu so cái hạt này, hiện giờ cái muối này thì so với lại cái muối nhỏ của ri sáu thì nó vẫn to hơn, nhưng mà cái độ lép nó lép hơn rất nhiều. Đó là những cái cơ bản mà tôi cũng muốn phân tích với lại các bạn về cái giống sầu riêng giữa Musakin và ri sáu. Về mặt quan điểm của tôi thì ri sáu là một cái giống mà có thể gọi là hiện nay người biết ăn sầu riêng ở Việt Nam thì rất thích. Tuy nhiên là ngoài cái ri sáu ra thì có những cái giống sầu riêng còn ngon hơn ri sáu ở Việt Nam mà ít phổ biến và trồng cũng không có nhiều lắm, như là sáu hữu hoặc là út thủy hoặc là cơm vàng trùng bò hoặc là sữa vàng hạt lép. Những cái giống đó cũng hiện giờ cũng đang không có nhiều lắm. Hiện nay thì Đồng Nai cũng đang phát triển sáu hữu cũng tương đối, diện tích tương đối, nhưng mà đó là diện tích trồng mới là nhiều. Đó là một số cái thông tin tôi chia sẻ với các bạn tại cái clip hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy clip tôi làm ra hữu ích đối với các bạn thì các bạn có thể like và share clip này cũng như đăng ký theo dõi kênh YouTube của tôi. Trong thời gian tới tôi sẽ cung cấp thêm những thông tin bổ ích về cái nông nghiệp cũng như các loại trái cây trong và ngoài nước. Tôi sẽ đánh giá các loại trái cây với nhau để giúp cho mọi người có được cái nhìn nhận, có được cái sự tiêu dùng được tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi.